Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được sự trợ duyên tư vấn của thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Quý vị thân mến, đây là những con giáp đã bị cuộc đời vùi dập lên xuống, không ngóc đầu lên được, vận đen thì đeo bám, tình cảm trắc trở, bị người thân hiểu lầm và bạn bè xa lánh. Thế nhưng, theo phân tích của các nhà tử vi chiêm tinh học, sau khi bước sang ngày mùng 2 tháng 10 âm lịch, cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một trang mới, vận xui qua đi, vận may ùn ùn kéo đến, thần tài ban phát tài lộc, công việc hanh thông thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo về, mua nhà lầu xe hơi, đất đai nhiều vô kể, khiến làng xóm nể phục, bạn bè kính nể, đi đâu cũng được mọi người coi trọng. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để biết mình có thuộc một trong những con giáp may mắn này hay không nhé. Một, tuổi Sửu. Trong ngày mùng 2 tháng 10 này, những gia chủ tuổi Sửu may mắn được lục hợp quý nhân che chở. Vận trình ngày mới của người tuổi Sửu khá yên bình, công việc tiến triển thuận lợi, khả năng ứng biến linh hoạt, mang tới nhiều cơ hội thăng tiến cho bạn. Vận trình của người tuổi Sửu khởi sắc hơn hẳn, làm gì cũng thuận lợi, gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp. Dù là người buôn bán kinh doanh hay làm công ăn lương cũng có cơ hội phát triển. Chỉ cần có mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm thì thành công sẽ tới. Công việc thuận lợi nên tài lộc cũng tăng lên bất ngờ, đặc biệt là nguồn tài lộc đến từ bên ngoài, công việc tay trái mang lại. Tuy nhiên, bạn làm gì cũng cần tỉ mỉ, thận trọng, đừng chủ quan lơ là, kẻo lại mất điểm trước ban lãnh đạo. Chỉ cần một sai phạm cũng có thể phá hủy hết nỗ lực trước đó của bạn, khiến bao công sức gây dựng đổ sông đổ biển. Ngày này, tình hình tài chính của bạn rất khả quan, các nguồn thu nhập ào ào đổ về nhà, không cần phải lo lắng chuyện chi tiêu gì. Vấn đề tình cảm cũng hanh thông tốt đẹp, bởi dù là bạn hay nửa kia thì đều luôn cố gắng vun vén mối quan hệ bền vững. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Dần. Trong ngày hôm nay, các chuyên gia tử vi tâm linh dự báo, thực thần xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần là lời khẳng định rằng bản mệnh đang đi đúng hướng trên con đường kiếm tiền làm giàu của mình. Các tinh này giúp bạn nhanh trí nhận ra xu hướng nào phù hợp với tình hình hiện tại, giành được lợi thế dẫn đầu. Bản mệnh càng sởi lở thì trời càng cho, tiền bạc cứ hết lại có, chẳng phải đau đầu vắt óc nghĩ cách kiếm tiền. Tài chính dư giả cũng giúp các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng, nhờ vậy bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tương lai, thêm tự tin để theo đuổi đam mê của mình. Ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi hàn gắn mâu thuẫn tình cảm, tình yêu ngày càng thăng hoa tuyệt vời. Bạn và người ấy đang trong giai đoạn mặn nồng nhất của tình yêu, dường như không có điều gì chia rẽ được hai bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Thìn. Được tam hợp cục nâng đỡ, người tuổi Thìn có thể dễ dàng hoàn thành công việc trong ngày sớm hơn cả dự định đặt ra. Sự tự tin lên cao cũng giúp con giáp này hăng hái thể hiện mình, nhất là trong những tình huống sinh hoạt tập thể, đóng góp, không ít sáng kiến độc đáo, cải thiện hiệu suất công việc. Công việc của người tuổi Thìn gặt hái được không ít thành quả, một số hạng mục trước đó gặp trở ngại thì nay đã được tháo gỡ. Ngoài ra, bản mệnh cũng khẳng định được năng lực vượt trội của mình, có quý nhân giúp sức nên công việc ngày càng thuận lợi. Đặc biệt thời điểm đầu tháng, các khí vượng làm gì cũng thành công. Tài lộc trong tháng khá vượng, đây là kết quả của sự phấn đấu tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua của bạn. Tuy nhiên, hung thần thiên quan cảnh báo nguy cơ có kẻ tiểu nhân nấp trong bóng tối, ngấm ngầm tìm thời cơ để gây bất lợi cho con giáp này. Có thể những gì bạn đạt được và thể hiện khiến cho kẻ đó ganh ghét, muốn hạ bệ danh tiếng của bạn. Bạn có thể tự tin nhưng đừng trở nên hống hách, khoe khoang.
Chuyện tình cảm trong ngày này không có gì phải lo lắng. Các cặp đôi dù là bận rộn nhưng vẫn dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho đối phương. Người độc thân rất có thể sẽ gặp tiếng sét ái tình với một người nào đó. Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn giữa những cảm xúc nhất thời và một mối quan hệ nghiêm túc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tỵ. Với tuổi Tỵ, nhờ thiên tài nhập cục, con giáp này có vận may về tiền bạc, chẳng phải vất vả quá nhiều mà tài chính vẫn rủng rỉnh. Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ trong hôm nay vô cùng thuận lợi và hanh thông. Càng những ai làm kinh doanh, dịch vụ thì hôm nay sẽ càng là cơ hội để hái ra tiền, mang lại khoản thu nhập khủng. Nếu có kế hoạch đầu tư kinh doanh thì hãy bắt tay vào thực hiện ngay, cát khí trong ngày sẽ giúp xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Dù vậy, bạn cũng không nên mù quáng chạy theo xu hướng, bởi những thứ xu hướng thì chỉ có tính chất nhất thời, rồi đến một thời điểm sẽ trở nên lạc hậu và bị đào thải. Hỏa thủy xung khắc, trái ngược với những may mắn trong tài lộc, con giáp này lại đau đầu với chuyện tình cảm, nhiều rối ren của mình. Mối quan hệ của các cặp vợ chồng có nguy cơ rạn nứt, cả hai đều bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc cho nửa kia của mình. Để được may mắn hơn trong khoảng thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Thân. Người tuổi Thân được tam hợp cục che chở nên tuổi này luôn trong tâm thế sẵn sàng để đón nhận bất cứ thử thách nào trong ngày hôm nay. Cơ hội về việc làm và thăng tiến đang mở rộng trước mắt bạn. Tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc bạn phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian hơn. Cũng trong ngày này, bản mệnh còn có cơ may đón tài lộc dồi dào. Con giáp này vừa biết cách kiếm tiền, lại biết cách quản lý, tích lũy, nên sau một thời gian tích cóp đã để được một khoản không nhỏ. Nhìn chung, những ngày sắp tới sẽ không phải lo lắng nhiều về vấn đề chi tiêu. Công việc nhờ có cát tinh soi chiếu, quý nhân nâng đỡ nên tiến triển tốt đẹp, vận khí hanh thông, gặt hái được không ít thành quả. Bản mệnh có tinh thần sáng tạo, trí tuệ mẫn tiệp nên cho ra đời những ý tưởng sáng tạo độc đáo và mang tính giá trị kinh tế cao, nhờ vậy mà cũng được hưởng lợi từ đó. Cùng với công việc thuận lợi thì tài lộc khởi sắc, trong đó cả nguồn thu chính và thu phụ đều có xu hướng tăng, đồng nghĩa với cơ hội tăng lương của bạn đã tới. Nếu đề xuất trong thời gian này thì khả năng được chấp thuận rất cao, tiền bạc đến từ công việc bên ngoài, đầu tư, buôn bán cũng không ít. Vì thế nếu bản mệnh tin tưởng, mưu sự lớn, cầu đại tài thì chắc chắn sẽ thành công. Kim sinh thủy báo hiệu tình cảm khởi sắc, vận đào hoa của con giáp này ngày càng nở rộ, bản mệnh được nhiều người khác phải yêu mến, để mắt tới, nên đây chính là cơ hội để tìm một nửa ưng ý cho mình. Hãy mở lòng mình hơn nhé! Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp may mắn nhất trong ngày 2 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy để lại comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.